Rồi đầu năm mới anh em thì em cũng vừa hoàn thành xong hai cái con máy 16 feet, một con 16, hai con 16 feet lớn hết anh em. Đây là con 16 feet lớn chạy bơm bít 2 chế độ và đây là con 16 feet lớn chạy bơm bít 3 chế độ ha. Thì hai con máy này em xuống gửi cái đơn hàng đầu năm cho những anh em nào đặt ha. Và hai con máy bên đó nữa nghe anh em. Thì hai con máy bên đó thì chỗ không có chỗ để, còn bên đó là con 16, con 20 nha. 16 feet nhỏ và con 20 feet nhỏ. Thì mình sẽ đóng gói gửi hàng luôn và mình test hai cái con 16 feet lớn này cho anh em xem ha. Thì đây. Đây chế độ là lì ha. Chế độ âm. Máy thì rất là lực nha anh em, công suất lớn nha anh em. Rồi. Rồi hai con máy này mình sẽ đóng gói gửi hàng cho anh em luôn ha. Rồi chào anh em ha. Rồi các anh em nào có xài những cái con máy nào, những cái dòng máy nào thì các anh em cứ liên hệ ha, phép nhỏ phép lớn gì em cũng có cho anh em. Thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp hay là hoặc inbox vào cho mình ha. Số điện thoại của mình là 0939521315 ha, số đó là số Zalo luôn ha anh em. Rồi chào mấy anh em ha.